Ủa, con tụi sơ rồi nha. Mẹ cháu hay là mẹ cháu ăn không tê. Rát cho tụi ăn con bắt đầu. Khó nhiều. Tụi ta chết đi. Ừ, nó con tụi sơ bộ nó ăn đi. Con tụi hãy con ăn. Này con thì mệt quá luôn. Đã tới ai mà tới con to ăn đến đà liều đang phúa rồi đó. Con áo phô tu nha. Dạ. Dình, phải nít tên dình à. Dạ. Con áo tóc cuốc, tao ra cho phun mẻ cả. Ờ. Con hiếp chia ra con phô tàu mà. Ờ, hả phô tàu tao chơi hùa mẹ. Con hiếp chia ra để cho hắn mà. Con hiếp chia ra. Hiếp chia ra là thêm mấy chú miêu. Chắc có tao cũng con. Con này nè. Ờ, cứ tao cũng con.
Xuân tươi à con? Xuân ốm lại để mẹ tại à. Con Xuân đi phải đợi đấy nè nó cho hồi xuân nhủ tầm mẹ thành tại mà ốp chưa lại tại mẹ nàng ở đây. Cái mẹ cháu hai lần búa cho hồi xuân hai cháu. Con cha tôi thì bị hơi ngoài ngoài chỉ nghe là chun nhỉ. Ta hàng muốn được giao và tự nhiên chị ta nhờ vừa làm nữa con. Con phục quốc mẹ ta. Thank you.
mình mua cốt về ạ hả? Kệ nó. Cảnh rỗng chuyện thì tăng một cái hàng thì nhãn trên này nữa. Con mạng vô vượt trên vừa gài anh ta. Dạ nhỏ, nó vô vô. Nó vô trên tình gài nha bác. Đó không quá mai vòm tài á con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Để khi đeo mẹ người ta, đây là cái cao đeo của mặt, em không thể tạo ra đeo mẹ người. Chả cho anh ta hô đĩa mấy con xanh nhận hiện đó thích được cái rồi chả cho anh ta hô đĩa mấy con xanh nhận.
would have thought you might.